Nếu mà thế thì anh bình luận Bitcoin dưới dạng. Chào mọi người, chúng ta sẽ lại đến với phân tích với cái bản tin Bitcoin của ngày hôm nay. Hôm nay thì David cũng có mời anh Vũ Rích, một chuyên gia Forex cùng với lại David cũng 10 năm nay rồi. Thì mọi người cũng có thể nghe được các cái bản tin cũng như là những cái phân tích của anh Vũ Rích cùng với David ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta đã nhìn thấy một cái con sóng của Bitcoin, những người mà cổ suý cho việc đánh xuống trong ngắn hạn là đã bị thua cuộc. Còn những người thì kiên trì với các cái diễn biến của thị trường. Trong cái diễn biến này thì chúng ta đã nhìn thấy được cái cách mà giá nó làm trong cái khoảng thời gian gì bùng nổ khi mà giá đi lên trên dải Bollinger Band và vượt qua đám mây Ichimoku trong ngắn hạn. Anh Vũ Rích, anh có nghe rõ không ạ? Vâng, xin chào mọi người. Tôi đang nghe theo dõi bản tin của anh David về phân tích thị trường Bitcoin. Vâng, xin mời anh. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy một số cái sắc xanh. Bitcoin đã lên 766, XRP cũng lên vùng 0.6 rồi. Những ai mua 0.4 lên 0.6 rất là tuyệt vời. Những ai mua 7.000 Bitcoin bây giờ đã lên 7.600 rồi. ETC từ vùng 12, 11 lên 15, đúng không? Ga lên vùng 21 rất là tuyệt vời. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái việc mà phân tích Bitcoin. Trước khi vào phân tích Bitcoin, chúng ta sẽ điểm qua một số các cái tin tức. Thực chất thì chúng ta đã nhìn thấy các cái tin tức triệu phú Matthew Mellon bất ngờ đột tử 500 triệu đô XRP theo ông vào cõi vĩnh hằng. Gia đình khó có thể lấy lại được vì Matthew Mellon đã được cho là giấu các cái khóa cá nhân ở trong nhiều kho dữ liệu. Do vậy những cái tin như thế này nó rất là buồn cười, nhưng mà nó sẽ nhìn thấy được là các cái số lượng nó sẽ giữ để tránh trường hợp bị bán khống, rất là hay. Một quảng cáo được chạy trên quảng trường thời đại của Mỹ với thông điệp là no coiner, ám chỉ những người không có Bitcoin, no coiner. Những người bỏ lỡ cơ hội mua Bitcoin ở mức giá thấp bởi vì họ nghĩ rằng đây là một trò lừa đảo, bây giờ đang cắn đay cay đắng là vì đã nhận được là cái thông tin gì đã rất tốt từ John McAfee rồi rất nhiều các thông tin, và giá đã vượt qua ở mức 7645 và bây giờ nó đang giữ ở vững ở vùng 7692, chứng tỏ nó đã vượt cái vùng đỉnh mà nó đã âm thầm vượt qua. Anh Vũ Lịch, anh có nhìn thấy các cái mức đỉnh trong ngắn hạn mà bây giờ giá chỉ cần giữ ở đây trong vòng gì ạ? 1 đến 2 giờ nữa thì chính thức nó sẽ phá vỡ các cái mức đỉnh mà nó đã chinh phục không ạ? Vâng, tôi đang theo dõi đây ạ. Vâng. Thế thì Go to the Moon là ám chỉ Bitcoin sẽ tăng giá tận mặt trăng. HODL là một thông điệp của các nhà đầu tư đang giữ Bitcoin. Hãy giữ Bitcoin, đừng bán Bitcoin của bạn. Một ai đó chắc chắn đang muốn chấm dứt thị trường của gấu chạy quảng cáo tại thị trường thời đại. Chắc là phí cũng rất là cao, cho nên là gì ạ? Người ta nói rằng là gì ạ? Người ta đang chạy những cái quảng cáo tưởng như nó rất nực cười, nhưng mà gì ạ? Thế giới ảo vẫn đưa ra cái sự bất ngờ. Tiếp theo nữa là chính thức kết thúc nến của tháng 5 chuyển sang tháng 6, chúng ta sẽ nhìn thấy Bitcoin trong tháng này sẽ hồi về vùng 8788. Trước khi đi lên vùng này thì cần được chinh phục tại mức cản của vùng 82. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy ở một cái biểu đồ tháng MANH. Chúng ta nhìn biểu đồ tháng có một cây nến nhú màu xanh. Tôi vẫn kỳ vọng rằng cây nến này là cây nến lên. Do vậy là gì ạ? Các cái mức chinh phục ở giá thấp điều chỉnh về vùng từ vùng 5982, nó đã có lúc chinh phục được 9667 và bây giờ là gì ạ? Xuống giá từ vùng 9667 xuống cái vùng gì ạ? 7116, thì tôi kỳ vọng rằng gì ạ? Giá nó sẽ gì ạ? Là một cây nến xanh và do vậy là giá sẽ tăng. Trong nến 1 giờ chúng ta cũng nhìn thấy giá sẽ tiệm cận vào đường giữa của Bollinger Band và tiệm cận vào cái mức cản của 7864, thì chúng ta sẽ phải xem xét rất chi tiết ở vùng dài hạn. Thì trước khi chúng ta vào thì chúng ta vẫn lại xem tiếp tục các cái tin tức tốt. Estonia trở lại kế hoạch thành lập một đồng tiền điện tử quốc gia là Estocoin, EST coin, sau những lời chỉ trích từ ông Mario Draghi, chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu và chính quyền ngân hàng địa phương. Và đêm qua hệ thống thanh toán Visa tại châu Âu đao bất ngờ, mọi giao dịch đều không thể thực hiện được nhé. Qua việc này mới thấy được tầm quan trọng của blockchain và tiêu biểu là Bitcoin. Đấy là những cái mà chúng ta có cái thông tin của Visa như vậy. Và Binance sẽ sớm công bố cái gì đó mới là bên Binance đã mua được. Chúng ta sẽ chờ các tin tức của sàn Binance. Ripple dạo này chúng ta sẽ thấy được quảng cáo rất là ghê gớm. Cũng chấp nhận thanh toán của Instagram, của Singapore, Bitex của Brazil và tham gia thanh toán của
RippleNet tức là mạng thanh toán toàn cầu. Do vậy là chúng ta sẽ có những cái niềm tin đối với Ripple. Ví Ligon sẽ hỗ trợ OneChain vào tuần tới. Đây là một trong những cái ví thanh toán để lưu trữ toàn bộ tất cả những cái đồng coin tốt mà dành cho các nhà đầu tư an toàn. Các nhà điều hành tại Deutsche Bank là một ngân hàng rất lớn của Đức, Goldman Sachs, BlackRock, Barclays, toàn là những ông trùm về ngân hàng sừng sỏ thế giới đã từ chức sự nghiệp cao cấp và ổn định của họ tại phố Wall để gia nhập vào thị trường điện tử. Đây là sự khởi đầu chứ không phải là kết thúc, cho nên là gì ạ? Chúng ta cần phải hiểu được là gì ạ? Những người này bắt đầu đang nghỉ việc tại các cái ngân hàng lớn và bắt đầu đi ra một cái mô hình mới, một cái mô hình thời đại, một mô hình bắt đầu khởi sự cho cái việc giống như thay đổi toàn cầu, thay đổi thế giới giống như mô hình Internet ngày xưa. Và bây giờ chúng ta nên làm gì? Một là phải đầu tư, hai là phải học thật tốt để chúng ta có được cái công nghệ để chúng ta có thể nắm giữ, và đặc biệt là các nhà đầu tư Việt Nam cũng phải xem xét để chúng ta có được cái niềm tin hơn trong thời gian vừa qua. Thì trong cái nghề của tôi và của anh Vũ Ích ấy, thì có những rất nhiều cái thị phi, có rất nhiều cái mà người ta đánh giá, rồi rất nhiều cái người ta mất niềm tin, đúng không ạ? Có rất nhiều nhà đầu tư vì lý do nào đó mà mất tiền, chúng ta cũng sẽ thấy được các cái sự tiêu cực của họ. Tuy nhiên, cái việc mà chúng ta thấy được những nhà đầu tư mất tiền chủ yếu là gì ạ? Từ lòng tham, không biết bình quân giá, không biết đưa ra các cái giải pháp thích hợp khi mà giá xuống. Chúng ta có tưởng tượng, lát nữa thì chúng ta sẽ phân tích về giá vàng, thì chúng ta sẽ thấy được cái mô hình của giá khi dùng đòn bẩy như thế nào. Rất nhiều các tin tức, đúng không ạ? Ngày hôm nay các cái list là LKIOS, đúng không ạ? Game, MTN, rất nhiều các thông tin. John McAfee cho biết Bitcoin sẽ vượt qua mức 15.000 trong tháng 6. Ông này lại trở lại một cái lần nữa đối với các cái tin tức như vậy. Do vậy là gì ạ? Do vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy được cái cách để chúng ta phân tích. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem ở cái mức 4 giờ đối với Bitcoin, đúng không ạ? Trước khi xem vào 4 giờ, chúng ta lại trở lại với mục H1 trong ngắn hạn. Trong ngắn hạn sao ạ? Trong ngắn hạn chúng ta sẽ thấy được là gì ạ? Giá bắt đầu vượt lên trên Ichimoku, và kỳ vọng giá bắt đầu vượt lên trên tất cả các mức cản tạm thời của giá, và nó sẽ chinh phục các cái mức mà chúng ta sẽ nhìn thấy vùng 77 sẽ được tiếp cận. Do đó các nhà đầu tư sẽ thấy được các vùng gì ạ? 76, 79, đúng không ạ? 77, 36, đúng không ạ? Từ đó chúng ta có các điểm vào ở trong ngắn hạn. Vùng 7536 là một trong những điểm vào. Thì anh đánh giá thế nào khi mà cái con sóng này, nếu anh Vũ Ích theo dõi, anh đánh giá cái con sóng này như thế nào ạ? Vâng, sau khi mà quan sát cái biểu đồ, thực ra với đầu tư Bitcoin thì tôi cũng có quá trình theo dõi và cũng đang nghiên cứu để chuẩn bị có những cái hành động đầu tư của mình. Thì cũng chia sẻ thông tin với anh David là trong thời gian vừa qua thì tôi cũng trao đổi với rất một số các nhà đầu tư bên lĩnh vực ngoại hối, rằng là cơ hội đầu tư cho Bitcoin đang đến rất gần. Đặc biệt là đối với kinh nghiệm đầu tư lâu năm thì tôi cho rằng là khi mà thị trường quay lưng lại, nhà đầu tư quay lưng lại và tất cả các tin xấu đã bật ra, thì đấy là thời điểm mà chúng ta nghĩ rằng một cơn sóng mới, một xu thế mới đang hình thành cho Bitcoin. Đặc biệt là trong bản tin tuần vừa qua thì đã đưa ra một cái tin rất là đáng chú ý, đó là rất nhiều các chuyên gia phố Wall như anh David đã nói đã bỏ việc để tập trung vào Bitcoin. Và những cái sự phiền toái trong những cái giao dịch ngân hàng, hệ thống ngân hàng gần đây, bao gồm cả cái tính bảo mật, bao gồm cả cái sự đánh cắp, bao gồm cả tất cả những cái hoạt động ngừng trệ của thanh toán, thì cái tất yếu của công nghệ 4.0, công nghệ blockchain sẽ phải được xem xét đến, phải được thay thế dần. Đấy là một cái thời đại tiên tiến. Thì tôi cho rằng là Bitcoin trong giai đoạn tới sẽ là có một cái bứt phá. Quay lại với cái việc theo dõi về phân tích kỹ thuật, thì đây là theo kinh nghiệm mà phân tích kỹ thuật, vì tất cả các cái mô hình được phản ánh giá vào biểu đồ thì đều có cách nhìn tương đồng giống nhau. Thì Bitcoin đang trong giai đoạn phân kỳ về giá, và do vậy thì khi nó đã kết thúc cái đáy trước, kết thúc cao hơn đáy sau và đỉnh thì lại thấp hơn, thì khả năng theo tôi dự đoán là sự bứt phá của giá trong thời gian gần sắp tới sẽ là rất cao. Như vậy, như anh David nói, trong ngắn hạn 1 giờ
thì các mức cản gần đây nhất của nến 1 giờ thì Bitcoin đã bật qua một cách nhanh chóng bằng một cây nến thân dài. Như vậy thì sức mua của thị trường đang tập trung ủng hộ cho Bitcoin. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề về phân tích kỹ thuật cho thấy một cái xu thế đánh lên đang tiệm cận. Vâng, xin mời anh David, đó là tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm trong quá trình phân tích một cái biểu đồ kỹ thuật của giá. Vâng, ok, vậy thì giá lúc này là gì ạ? Là đang tiệm cận ở các cái mức là 7733, và chúng ta sẽ chờ trong ngắn hạn nó sẽ lên vùng 79. Vậy thì cái tin tức tốt sẽ làm cho giá Bitcoin nó sẽ tăng giá lên lúc này, và trong ngắn hạn chúng ta vẫn đang chờ. Chờ thứ nhất là gì ạ? Về các vùng 78 và vùng 79, đây là yếu tố quan trọng, và ngày mai chúng ta có thể gì ạ? Đón chờ các cái thông tin điều chỉnh ở vùng 75, 76 và gì ạ? Đánh lên ở vùng 77 và 79. Đây là yếu tố quan trọng trong ngắn hạn. Chúng ta sẽ xem xét ở mức yếu tố trung hạn, và cái việc ở trung hạn, đúng không ạ? Việc ở trung hạn lúc này, trong 4 giờ, ngoài cái tin tức tốt mà tôi và anh Vũ Đích đã phân tích, chúng ta nhìn thấy các mức cản cứng là các cái đỉnh của cây nến trong quá khứ là vùng 76, đúng không ạ? Vùng 76 là vùng 7664, đúng không ạ? Và bây giờ đã nhìn thấy các cây nến ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy vùng 8582. Tôi vẫn cho rằng là sức đè nặng của Ichimoku là một cái đám mây rất là dày, đè nặng, đúng không ạ? Đám mây Ichimoku rất là dày, đúng không ạ? Đè nặng vào. Và cái tiệm cận cái vùng mua là vùng 74 và 75, tôi vẫn cho rằng là gì ạ? Nó sẽ sớm chinh phục cái vùng 85, 86 thôi. Anh nghĩ thế nào khi đám mây Ichimoku dày như thế này và RSI đang ở vùng 60? Vâng, nếu trong trường hợp mà phân tích về dài hạn, về trung hạn của đồng Bitcoin thì tôi cho rằng là sau khi bứt phá khỏi cái điểm 7.006 thì khả năng Bitcoin sẽ đúng như dự đoán của anh David sẽ lên đến vùng 8.004 và sẽ có một cái sự giằng co về phía thị trường. Nếu tiếp tục các tin ủng hộ thị trường thì chắc chắn cái đích đến của Bitcoin sẽ là 9.006 trong trung hạn. Thì chúng ta thấy được là các tín hiệu ở vùng quá bán RSI đang đi quay đi lên rất là mạnh, thì chứng tỏ cái xung lực của thị trường đang tập trung cho phe bán đã phe mua, và cái sự thắng thế của phe mua đã quyết định cho một cái cây nến dài trong ngày hôm nay chúng ta vừa nhìn thấy trên biểu đồ. Thì theo tôi thì trong trung hạn thì chắc chắn Bitcoin sẽ tiếp cận vùng 8.400. Dạ vâng. Ngoài cái phân tích theo Bollinger Band và Ichimoku, có rất nhiều người muốn học về Elliott, rồi muốn học về các cái sóng của sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4, sóng 5 của Elliott, và rất nhiều người người ta muốn áp dụng các cái mô hình chứng khoán. Thì tôi hay thường giải thích rằng là gì ạ? Những cái mô hình đấy nó có thể fish line, hay là mô hình cánh bướm, mô hình cánh chim, hay là rất nhiều các mô hình, thì nó có thể đúng 10 năm, nhưng mà chúng ta thì nên nghĩ rằng là hướng các nhà đầu tư theo các cái mô hình gì ạ? Gần hơn thôi. Và anh có nghĩ như vậy không? Vâng, tôi nghĩ là các cái mô hình thì mỗi người có một cái cách phân tích và sử dụng, và để hiểu đúng thế nào là các sử dụng làm sao các cái điểm vào của các mô hình thì Dạ. cầu cả là một vấn đề, Dạ. chứ không phải là chúng ta có thể là đơn giản một sớm một chiều mà chúng ta có thể nhìn ra, nhìn thì ai cũng có thể nhìn ra mô hình, nhưng vấn đề là điểm vào nó như thế nào. Đúng rồi. Giống như tôi đang nhìn trên sơ đồ như vậy thì ở cái biểu đồ D1 thì rõ ràng Bitcoin đang nằm ở cái thế chữ V kép lộn ngược, Đúng rồi. nó gần giống như một cái mô hình của suy thoái kinh tế, thì chỉ cần nó vượt qua được cái đỉnh mũi nhọn của cái chữ V kép, tức là ở vùng giá 9.600 thì Và Bitcoin sẽ đi lên một cách mạnh mẽ. đúng rồi. Và cái mô hình V kép lộn ngược nó rất phù hợp cho quá trình suy thoái của một sự biến động về giá, về một nền kinh tế, về cả những cái hoạt động về giá trong tương lai, thì cái mô hình V kép nó rất đúng. Vâng. Vâng, tôi xin chia sẻ. Dạ. Trên đây là một cái mức cản mà chúng ta nhìn thấy sức nặng của Ichimoku, và màu xanh đã được đổi màu sang màu hồng. Do vậy là gì ạ? Nó có thể gì ạ? Biến động. Nhưng không có một cái gì đó, không có một mô hình nào lên một phát là cắm thẳng luôn. Anh có công nhận không? Nó phải trải Vâng, đúng qua rồi rất ạ. nhiều các con sóng dập dìu, đúng không ạ? Hình sin, sau đó là gì ạ? Bắt đầu mới có thể lên được, đúng không anh? Vâng. Ok. Vậy thì chúng ta nhìn thấy, bây giờ chúng ta sẽ phân tích ngoài cái biến động của ngắn hạn và trung hạn, chúng ta vẫn nhìn thấy một cái xu thế của dài hạn. Tôi vẫn nhìn thấy được cái giá mà Bollinger Band giữa hiện tại nó đang đưa ra một cái mức short sell để nó gì ạ? Chinh phục về các mức cũ. Do vậy là để mà nó đánh thủng được các cái mức mà nó lên,
tức là gì ạ? Giá vượt qua Ichimoku và vượt qua Bollinger Band lúc này, thì cái mức giá của vùng 8.000 vẫn rất là nguy hiểm khi mà gì ạ? Nó sẽ tìm ra các mức mà nó đánh xuống. Vậy thì giá lúc này các cây nến đang nhỏ li ti xếp ở dải dưới Bollinger Band tạo ra một cái xuống xuống bền vững. Lúc này tôi nhìn thấy giá xuống bền vững. Nhưng gì ạ? Nếu trong trường hợp nó vượt qua được đám mây Ichimoku lúc này, tức là gì ạ? Nó lên vào vùng 86 thì chắc chắn mới có thể là gì ạ? Đưa ra một cái cuộc lộn ngược dòng là gì ạ? Giá gì ạ? Tiệm cận về vùng 10.000 trong dài hạn. Nhưng nếu nếu không ạ? Chúng ta vẫn nhìn thấy một cái lực bán cụ thể là vùng 87 77 80 để gì ạ? Tìm ra một cái xu hướng xuống. Xu hướng xuống này vẫn có thể là một cái con sóng mà xuống dưới 7.000 và vùng 6.000. Vậy trong trung hạn chúng ta có gì sợ hãi không anh? Nếu anh nhìn thấy cái sóng này. Vâng, nếu quan sát về phía cạnh biểu đồ dài hơn thì chúng ta nhìn thấy rằng trong bất cứ một cái việc tạo lập một cái đáy nào đó của thị trường thì nó sẽ xuất hiện một cơn sóng người ta gọi là rũ bỏ nhà đầu tư, tức là nó sẽ đẩy giá xuống rất mạnh và làm cho nhà đầu tư bắt buộc phải bán ra, Đúng không ạ? bắt buộc phải bán ra. Thì đấy chính là một cái cơn sóng rũ bỏ nhà đầu tư, sau khi rũ bỏ nhà đầu tư và sẽ đi ngang một thời gian và sẽ thay đổi cái chu kỳ tăng giá giảm giá. Thì tôi nghĩ rằng là cái lập luận của anh David cũng hoàn toàn có cơ sở. Nếu cái mốc cản cứng là 8.000 và 8.200, 8.400 không vượt qua được thì rõ ràng là giá sẽ đi xuống và khả năng sẽ thủng xuống vùng 6.000 và 5.000. Tại đây sẽ tạo ra một cái cơn chấn động về giá, về giao dịch và sẽ sau đó sẽ tích lũy trở lại và có thể sẽ tạo đà cho một cái kỳ tăng Vâng, mới. chúng ta cũng đã trải qua nhiều cái quá trình đầu tư. Khi euro tốt, giá lại chẳng lên mà nó sập thảm hại. Khi tin về giá vàng quá tốt nhưng mà giá lại thập rất là khủng khiếp. Anh cũng nghĩ rằng thị trường là một lũ lừa đảo khi mà gì ạ, tưởng như lên nhưng nó lại xuống thảm bại. Anh có đánh giá gì về những câu nói này của David? À vâng, thì thực ra thì tôi cho rằng là cũng sẽ có những cái khía cạnh mà nó phản ánh, nhưng về bản chất thị trường ấy thì không ai có thể nghĩ được nó như thế nào cả, đúng không? Người ta bảo mình các nhà đầu tư thì không nên nghĩ theo ngày thị trường, nghĩ nghĩ làm sao theo đúng không? Không sao nghĩ được, ví dụ mình nghĩ nó lên nhưng ngày thị trường bảo không không lên, sẽ xuống. Mặc dù các tin tức có thể ủng hộ cho một xu thế nào đấy, nhưng nó còn phải sự ở đây có một cái bàn tay vô hình trong thị trường hàng hóa, nó sẽ có một bàn tay vô hình và cái bàn tay vô hình nó sẽ điều tiết thị trường theo mong muốn của họ. Thì chắc chắn là chúng ta nhìn thấy được là nhiều, đặc biệt là hàng hóa, tôi nhấn mạnh ở đây tiền tệ thì có thể cái bàn tay vô hình nó sẽ tác động, nó không được mạnh, nhưng nếu là hàng hóa thì cái bàn tay vô hình thường nó sẽ có những hành động đi ngược lại với cái tâm lý chung của đám đông. Đúng rồi. Ví dụ đám đông cho rằng nó sẽ lên thì có khi nó lại xuống. Thì tất cả những cái lập luận như anh David nói nó hoàn toàn có thể xảy ra và chúng ta không có thể nói là lừa đảo được, mà chúng ta bắt buộc quan sát và cần thiết phải làm sao có được cái kiến thức rất đầy đủ về đầu tư để chúng ta tránh được những cơn bão. Thì cái việc học hỏi trong đầu tư, học những cái bài học thì vô cùng quý giá và giúp lại chúng Ok. ta phòng chống cái rủi ro. Ta thường nói rằng là anh giỏi, tôi giỏi không quan trọng bằng chúng ta sống sót trong thị trường. Ngày hôm nay anh sống, À, ngày đúng mai rồi. tôi chắc đã sống trong thị trường. Có rất nhiều người bỏ Đúng cuộc rồi trong ạ. thị trường. Do vậy là gì ạ? Kinh nghiệm là điều quan trọng. Thứ hai, trong thị trường, Đúng rồi. người giỏi là người sống sót lâu trong thị trường. Và những Đúng rồi. yếu tố kẻ và vẽ là những yếu tố quan trọng để nhìn ra một xu hướng giá mà thôi. Nhưng việc hành xử của việc vào lệnh, việc hành xử của tâm lý đám đông, việc hành xử của tâm lý thị trường và chinh phục các mức cản. Anh đánh giá thế nào với các mức Vâng. cản mà người ta vẽ ở các Fibonacci? Bởi vì sao? Mỗi người có một cái mức đánh giá khác nhau. Nhưng thông thường các khóa học cũng như là các nhà đầu tư thì tôi thường nói là giá là sự nhắc lại của quá khứ. Anh đánh giá thế nào về các cái câu nói này? Vâng. Thì cũng như chúng ta đã phân tích với nhau ấy, thì mô hình phân tích giá, tức là mô hình phân tích biểu đồ, là phân tích quá khứ và tìm ra sự lặp lại trong quá khứ để dự đoán cho cái hành xử trong tương lai, đúng không ạ? Thì do vậy trong quá trình vận động của xu thế thì chắc chắn nó sẽ có đâu đó sự lặp lại về giá, nhưng ở đây cái chữ nhưng nó còn do cái sự biến động thực tế
tại thời điểm đó giá có thể sẽ phá vỡ mô hình. Vâng. À, giống như tôi ngày xưa đã từng giảng ở một lớp, các một số lớp của Học viện Tài chính rằng nếu trong trường hợp giá đang hoàn thiện mô hình nhưng gặp phải các cơn bão về chính sách, về tác động của chính trị, của chiến tranh, của chính sách, của các yếu tố thiên tai địch họa sẽ làm phá vỡ xu hướng. Vậy thì rõ ràng cái việc chúng ta nhận định theo biểu đồ đó chỉ là cái việc sử dụng cái sự lập lại trong quá khứ để suy đoán trong tương lai, và nó hoàn toàn là có thể chính xác nhưng nó có hoàn toàn lại không chính xác nếu nó có tác động của thị trường tại thời điểm xảy ra, tại thời điểm chúng ta phân tích. Chúng ta Vâng. được thông báo rằng là Bitcoin trở thành một dạng hàng hóa, chính vì thế nó càng chịu ảnh hưởng của những bàn tay vô hình. Tôi thì tôi cho rằng là gì ạ, khi mà chúng ta nhìn thấy cái vùng thẳm của giá, tức là gì ạ, vượt bán, và người ta nói rằng khi bạn sợ hãi và chắc chắn sẽ có bàn tay vô hình họ sẽ tham lam, và lúc đó thì giá bành lên. Nếu trong trường chúng ta không chuẩn bị các phương án cắt lỗ hoặc các phương án bình quân giá thì chắc chắn là chúng ta sẽ cắt lỗ, mà cắt lỗ liên tục, lập tức là nó sẽ bào mòn tài khoản của chúng ta. Vậy chúng ta phải sống sót trong thị trường khi mà chúng ta điều khiển về các cái tài khoản của chúng ta, và cái tâm lý của tài khoản nó phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn của chúng ta. Tài khoản 1.000 đô nó sẽ khác với tài khoản 100.000 đô, 100.000 đô khác với tài khoản 1 triệu đô, và từ đó chúng ta bắt đầu mình có một cái mô hình. Vậy thì trở lại cái phân tích về Bitcoin, đúng không ạ? Trong dài hạn chúng ta vẫn phải xem cảnh giác. Tôi cũng có thể cho rằng là gì ạ? Giá lúc này nó đang lên tiệm cận của vùng đánh xuống 7854 và vùng giữa của Ichimoku là 80, và 8.000 này, 8.100, 8.050 cũng là một cái vùng nhạy cảm của giá đánh xuống. Thì anh có đánh giá như thế nào khi là cái vùng nhạy cảm này, có khả năng bao nhiêu phần trăm nó sẽ xuống anh? Mà nếu theo tôi quan sát thì khả năng xảy ra cái việc xuống tại vùng 8.000, 8.100 thì cái khả năng xảy ra tại thời điểm này, nếu theo quan điểm cá nhân thì tôi cho rằng là khả năng nó sẽ cũng không cao lắm, nó khoảng 4%. Tôi thì tôi vẫn ủng hộ một cái xu thế phá vỡ, phá vỡ. Bởi vì bản thân thì thực chất là tôi cũng đang mong muốn là có cái sự nhìn nhận thực sự về về đầu tư, nhưng tất cả đó chỉ là nhận định và đó là phân tích, và thực tế chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào tại thời điểm để chúng ta quan sát xem cái Trong hành quyết định khúc của mình. xạ đã vượt qua 76 năm 2 là một trong những cái mức đỉnh mà nó nhắc lại quá khứ, và chúng ta đang chờ cái vùng 7735 để tiếp tục lên cái vùng 7945. Thế thì các tin tức của ngày mùng 1 tháng 6 và trong tháng đầu tiên là một cái tin tức rất là tích cực, khiến cho trong tháng này chúng ta cũng kỳ vọng và hiệu quả của cái việc mà sóng đi vào cái quá trình là đi đi lên. Do vậy là gì ạ, chúng ta sẽ lạc quan vào Bitcoin. Xin cảm ơn anh Vũ Rích, và chúng ta lại tiếp tục phân tích tiếp đến đồng XRP trong trung hạn. XRP với rất nhiều các tin tức quảng cáo vừa rồi, đúng không ạ, nó đã vượt qua các vùng 0.63 và nay nó gì ạ, lên vùng 0.64, và chắc chắn chúng ta chờ 0.67 và 0.7 sớm thôi. Tiếp theo anh có đánh giá gì với phân tích kỹ thuật của đồng Neo? Neo cũng đang lên rất là mạnh mẽ, và mức xanh sắc xanh cho cái bảng chứng khoán online như thế này, chúng ta đã nhìn thấy Neo và Gas đã lên vùng 21, Ga đã lên 21, Neo lên vùng 57. Anh thấy cái con sóng này như thế nào khi mà hiện nó thoát khỏi một cái đám mây Ichimoku, sức nặng nề của đám mây Ichimoku nó đã thoát khỏi rồi, thì anh có đánh giá gì với cái sóng này không ạ? Vâng, theo tôi quan sát trên biểu đồ thì thực chất là đối với hai cái đồng coin này, nó đang tạo dựng một cái xu thế tăng đột biến, và thường cái độ dốc của nó quá lớn, nó không không thoải thoải thì có thể nó sẽ tăng giá rất nhanh, nhưng đến vùng nào đó thì bây giờ chúng ta quan trọng nhất là chúng ta đưa ra được cái vùng cản để rằng nếu nó bật qua vùng cản đấy thì nó sẽ đi tiếp, còn nếu không nó sẽ quay đầu. Thì cái việc mà hai cái đồng coin này hoặc là cả đồng Ripple cũng vậy, thì tôi nghĩ là cái sự tăng trưởng nóng trong giai đoạn này, tức là nó tăng trưởng rất nhanh, tăng giá rất nhanh, thì chúng ta cũng có thể xem xét cái quá trình cân nhắc cái việc đầu tư cũng như là chúng ta theo dõi cụ thể. Còn trong tương lai, trong một ngày, một hai ngày gần đây, theo tôi quan sát biểu đồ, khi giá đi qua quá xa đám mây thì thường nó có xu hướng quay về phía đám mây, tức là nó phải điều chỉnh sau đó mới đi tiếp. Đấy là cái công thức để chúng ta vào lệnh, và khi vào lệnh chúng ta có thể vào ở điểm mua 1 và điểm mua 2. Điểm mua 1 hình thành ở bám Ben và điểm mua 2 ở vùng giữa của Bollinger Band. Tôi nhìn thấy Neo sẽ sớm về vùng 63, 64 mà thôi.
cái việc mà trong ngắn hạn tôi vẫn kỳ vọng lên vùng 66, đây là yếu tố quan trọng. Và cái hiệp đấu của neo và ga, ga thì hôm vừa rồi thì hệ thống cũng đã đầu tư và đưa ra một cái mức mà chúng ta nhìn ở vùng 19, và nay thì điểm cao nhất đã lên vùng 22. Vậy neo sẽ chinh phục cái vùng 24 là sẽ sớm thôi. Tôi cần anh nhìn về Binance, BNB, giá hiện tại đang là 14, có một cái cú swing trong ngắn hạn là vùng 12 lên vùng 14, tức là nó ăn được khoảng 20-30%. Thì cái điểm vào lệnh lúc này chúng ta cũng đưa ra các giải pháp là gì ạ? Về đường giữa của Ichimoku, sau đó gì ạ? Bật lên, và chúng ta nhìn thấy trong ngắn hạn cái vùng 14 và tiệm cận 15 cũng là sẽ sớm thôi để gì ạ? Để giá có thể gì ạ? Đi lên. Anh đánh giá thế nào với con sóng Binance như này? Thực ra đối với con sóng của đồng tiền này thì tôi cũng đang mường tượng rằng đồng tiền này có một cái khả năng sẽ đi lên rất vững mạnh, bởi vì sau một cái cú swing rất mạnh và nó có sự tích lũy cái giải tích lũy này với biên độ ngắn, tức là biên độ không rộng ấy, thì tôi đoán rằng là cái xu thế tăng giá của đồng tiền này sẽ rất mạnh mẽ trong tương lai. Dạ. Vậy. Chúng ta sẽ xem tiếp đến Ether, một đồng tiền mà rất nhiều nhà đầu tư mong muốn nó vượt lên trên. Ether vẫn còn đang vào kịp bởi vì nó chưa tiệm cận mức 600, và rất nhiều nhà đầu tư đu đỉnh ở vùng 600. Do vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy cái vùng 700 của nó ở rất xa, và lúc này giá đang có điều 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 hướng là gì ạ? Bollinger Band hẹp, Ichimoku hẹp, mở ra. Do vậy đây là điểm vào tốt với cái mức RSI 67 ở vùng mua. Do vậy những cái điểm tiệm cận của nó là vùng 614. Anh có đánh giá thế nào khi Ether nó sẽ chạm cái vùng 613, 14 này? Vâng, về một nhìn về cái biểu đồ của Ether thì tôi đang nhìn thấy một cái hoàn thiện của cái mô hình đi lên, Dạ. mô hình đi lên. Dạ. Ở mô hình này thì nó đang hoàn thiện một cái mô hình hội tụ, và rõ ràng là cái giá nó đang đi theo cái chúng ta cứ nhìn một cái biểu đồ D thì chúng ta thấy phía trước nó có một cái cơn sóng đi lên, sau đó điều chỉnh xuống. Và cái đáy, cái điều chỉnh này cao hơn cái đáy cũ, Vâng. và các cái đường của Bollinger Band nó đang mở ra, và nó cái đường MA, các đường MA Vâng. đang đuổi chiều đi lên, Vâng. thì đây là một cái sự ủng hộ về giá đi lên trong tương lai. Vâng. Đấy là theo suy đoán của cá nhân, nhưng tất nhiên ngày hôm nay thì nó đang có điều chỉnh một chút, đúng không ạ? Anh có thể cho to để tôi nhìn thấy cái nến xem nào nó như nào Ok. ạ. Vâng, anh nhìn ở đêm một. Vâng, vâng, D1 ạ. Thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy hôm nay là cây nến xanh. Thì tôi cho rằng là chắc chắn là đồng Ether sẽ tăng trong tương lai. Và điểm tăng của nó sẽ tiệm cận ở vùng 700. Đó chính là biên trung của Ichimoku. Nó sẽ phải phá tất cả này. Tuy nhiên là trong D1 tất cả các đồng chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự nhạy cảm ở vùng này là đánh xuống, bởi vì trong dài hạn khi mà giá vẫn đang nằm ở dưới Bollinger Band và chịu cái mức cản của đám mây dày. Do vậy là D1, vùng D1 vẫn là một trong những cái vùng mà để chúng ta xem xét, kể cả Bitcoin, kể cả tất cả các đồng khác. BCH thì chúng ta đã nhìn thấy, những ai mà đã theo David trước đây là chúng ta đã nhìn thấy là BCH đã lên tiệm cận. Hôm trước chúng ta đã mua vùng 800, 900 rồi. Do vậy là BCH vẫn đưa ra một trong những cái con sóng để đưa lên tiệm cận cái vùng trên 1.000. Vậy thì đẩy lên, sau đó sập xuống ở vùng 600 nếu trong trường hợp giá không vượt qua được sức cản và sức đè nặng của Ichimoku. Anh đánh giá thế nào với BCH lúc này, giá có thể xuống được hay không và chịu mức cản của Ichimoku lúc này, để chúng ta có thể có được điểm vào tốt đối với BCH? Vâng, đối với con BCH này thì theo tôi là cái quan điểm, cái xu thế giảm nó sẽ được tiếp tục duy trì. Nhưng chúng ta sẽ đợi cái điểm mà bán, là tức là sát với cái giải biên giới của Ichimoku. Tức là khi mà giá nó hoàn thành cái việc đi về phía đám mây và nó sẽ Một chạm năm đám mây và đi hai xuống. đúng không ạ? Một Vâng, hai vâng. chín năm. Ok. Vâng, chính là cái điểm bán rất là tuyệt vời trong cái cơn sóng. Thì bản chất là đây chưa kết thúc của một quá trình điều chỉnh. Ok anh. Vâng. Rất là cảm ơn anh đã có những cái bài phân tích cùng với lại hệ thống tiền kỹ thuật số và đặc biệt là Bitcoin lúc này. Thì lát nữa thì chúng ta sẽ đến với cái bản tin phân tích của Richie Fund, một cái quỹ đầu tư của anh về gold, về CAD, về euro. Thì trong cái bản tin tới thì chúng ta sẽ phân tích, và xin được cảm ơn anh để chúng ta kết thúc cái video này.
Sau đó là chúng ta sẽ làm đến video của Euro và bảng Anh trong tuần tới và dự đoán xu hướng của Richie Fund trong tuần tới. Xin được cảm ơn và trân trọng kính chào anh. Vâng, xin chào anh David.